Hello, everybody, welcome to HealthVKT. Chào bạn, chào các bạn đã quay lại với kênh HealthVKT. Thì hôm nay chúng ta sẽ đến với một con game thấy nó cũng mới à. Đồ, mấy nhân vật nhìn ngon ta. Wow, mấy nhân vật nam nhìn ngon hơn nhân vật nữ à. Hey, được nè, vô. Nhìn thấy bự bự to to con là ok à. Ok ok, một con game của Milu hả lộng 3733. Đây. Một con game của 3733. Nó cập nhật cũng hơi bị lắc nhỉ. Ok rồi. Đây là cái gì đây ta? Ủa mua được hả? À không được rồi. Ủa giờ sao bỏ được cái này ra ta? Em cũng không biết luôn. Tự nhiên nó lên như vậy nè. Rồi giờ sao chúng ta bỏ cái này ra? Thì bỏ không được mới ác chứ. Nó không có cái nút bỏ anh em, nó không có cái nút nào bấm ra luôn. Đậu xanh á. Để thoát ra vô lại quá. À, bấm ở đây thì nó nhận quà nè. Trời ơi, nó cho quà mà chúng ta không biết anh em. Thiệt luôn á. Ồ, cái thể loại game này hả? Dạ, có bộ hơi Sakinu cái hả? Theo thì không thích cái thể loại chibi như vậy. Nhưng mà ok. Lâu lâu thì đa dạng game bữa hả? Đó. Con này thì lâu lắm rồi chúng ta mới có dịp mà chơi những con game mà theo cái kiểu mà chibi như vậy hả? Chibi mà nó còn cái kiểu mà lắc lắc nữa chứ. Trời ơi. Nó quạo gì đâu á. Trời ơi, cái kiểu này nữa hả? Oh man, nhìn cái thể loại nó giống như là xưa. Thiệt là xưa, xưa như trái đất luôn rồi đó. Rồi sao? Hai đứa đánh nhau. Rồi đứa nào chết trước? Chém, chém. Sao không chém? Auto. Đây, nhân 2, nhân 8. Rồi sao nó không đánh nữa ta? Rồi có đánh nhau mà có nghỉ giải lao giữa hiệp nữa hả? Chắc không dám lắm mà. Trời ơi. Đánh nhau mà cũng có nạn nghỉ giải lao giữa hiệp nữa trời. Khá là lắc nha. Khá là tại vì dạo gần đây đường truyền mạng Trung Quốc nó làm cho chúng ta hơi lắc vậy. Cái này có shop GM rồi nữa nè. À ok ok, nhưng mà cái này không biết nó có quay tướng không, đó lộn, nó có farm phó bản không đây. Nhưng mà nó có farm phó bản thì hơn, nếu không farm phó bản thì hơn cho lắm. Á đụng, có nạn thoát ra văng qua đây luôn hả? Hơi lắc, em không cảm à. Nè, cái này farm mà đúng không? Không được, VIP 4 được anh em. À, cái này là đánh một lần. Cái này là đánh 3 lần. Đi kiếm cái nào mà nó farm ra nhiều nhiều để lên level chứ. Nó hơi chua hả? Đây, chúng ta có thể bỏ qua được hả? Có GME shop nè, chúng ta lượn một vòng với đi. Chúng ta đang GME không hả? Làm sao lên được GME shop? Chúng ta lên được ít VIP 1 nè. Đó. Ủa chúng ta có bao nhiêu kim nguyên bảo vậy ta? Đúng, có vé tệ luôn. Được, được. Ủa mà cái đó cái gì vậy ta?
quên nữa, cái đó cái gì mà có vé tại trong đó vậy trời. Có ngộ không rồi trong đó nữa. Đây có cái túi nè à, chúng ta... Ủa chưa có kim nguyên bảo luôn. Á à, đậu xanh á. Ồ ở đây có 5.000 tệ. À Đây 5 triệu kim nguyên bảo hả. Ủa chết mẹ, cái này là vàng mà. Đây chỉ có 20 thôi. 20.000 24 210 à. Ủa vậy nó ngon ở chỗ 1. Đây là cái gì đây? Ờ được thêm vàng á hả? Đậu 42 mới mở được. Trời ơi đi map 1 chấm mấy mới mở được mấy cái này. Mấy cái này là cái gì ta? Chỉ biết là nó có vé tệ, có vàng đồ các kiểu. Thôi tốt nhất đừng có ăn mấy cái này. Không biết ăn bậy ăn bạ tốn kém lắm. À, đậu. Đi kiếm chỗ nhập code. Nãy giờ cũng chịu khó chạy nhiệm vụ đồ này nọ lên cũng được level 20 ha. Đấy, nhìn thì cũng ok nhưng mà chưa biết cái công dụng nó ra sao mà. Ok man. Ở đây chúng ta thu hoạch được gì không? Không. Mở thêm được một ô cho mấy con ấy rồi nè hả? Thôi đủ rồi. Rồi vô túi coi nãy giờ chúng ta được cái này. À cái này là vé quay thôi. À, nhưng mà quay này quay mở cái gì ta? À mở kỹ năng hả? Thì ok cũng hiểu được sơ sơ. Nhưng mà cái này anh em nào có chơi thì nghiên cứu thêm hả. À để có vé nữa nè. À vé này mở ra kim nguyên bảo hả. Đâu ngon ta. À cứ đi lên mấy cái map là chúng ta sẽ mở ra được mấy cái vé. Đây 1.7, 1.8, 1.9, 2.1, 2.3. À ok 60 mấy ngàn. Đồ rồi hiểu rồi. Cái rương này là chúng ta đánh phó bản xong là chúng ta sẽ được ăn. À ok. Nhưng mà quan trọng là à, cái này chúng ta có thể nâng kỹ năng lên được nè. Ok, hồi nãy chúng ta có kỹ năng mới mà phải không ta? Nhớ là chúng ta có cái kỹ năng mới. Đây, cái này. À, chúng ta đi kiếm cái miếng này nè. Để chúng ta có thể mở ra mấy cái ô kỹ năng cho nó. Game này có bộ chơi cũng cầu kỳ nha. Này thì chắc anh em nào có chơi thì tải về tham khảo thêm ha. Dạ cũng được nhưng mà nó hơi cồng kềnh tí. Yeah, đó nè trời ơi. À vậy là cái này là cái thành tựu chúng ta đánh mở thành tựu ra để chúng ta có thể ăn được vé kim nguyên bảo. Ủa lộn, vé tệ. Còn kim nguyên bảo thì trên map để mà rớt ra ha. Cũng hiểu được sơ sơ. Nhưng mà bây giờ làm sao để nâng tướng lên nè. Hiện tại thì tướng nó đang bị yếu anh em.
đủ mua cái hết tiền luôn, ngu thiệt chứ. À, wow thiệt. Quên bấm nhầm một cái muốn hết tiền luôn rồi. Giờ chúng ta chỉ còn cách là trang bị nó không có hả ta? Bây giờ chỉ còn cách là đi đánh mấy cái này để mà mở ra thêm thôi. Đi đánh boss. Boss thì cấp này là đánh boss đâu có nổi. Ủa, văng ra rồi. Ồ, có vé quay VIP nè. Được một vé hả? Kỹ năng thường thôi. Đây, cái cây là chúng ta đi spam có bản. À, ok. Bây giờ sao đánh chát chúa rồi ta? Kỹ năng phê. Được. Trời ơi, có kỹ năng nó quýnh kìa. Đó, 1 MD, 2 MD, đó, đánh thường hả? Ủa, cái này có kinh mạch nữa nè. Đó, qua. Rồi, qua rồi, bây giờ chúng ta sẽ về đây, cái chúng ta đây, về đây, cái chúng ta bấm vào đây, cái chúng ta mở được thêm một cái slot nữa. Cái chúng ta có thể cộng những cái này vô. Cái này là màu tím đúng không? Cái này đi. Đó. 50 level, 50 thì chúng ta có thể mở được cái kia. Đó, bây giờ chúng ta được thêm một cái kỹ năng nữa nè. Trời ơi, quá thơm rồi còn gì nữa. Trời ơi, ở đây chúng ta có thể mặc đồ vô cho nó nè. Rồi, xong rồi. Xong đồ bay rồi, bây giờ ta có thể chạy map V luôn. Mà chạy map V thì anh em biết điều gì không? Đồng nghĩa với việc là chúng ta có rất là nhiều kim nguyên bảo hả? À, ở đây là số lượng kim nguyên bảo có thể lên tới hàng triệu nha. Nếu mà chúng ta chịu khó đi farm mấy cái map, đi farm phó bản nè. Đó. Rồi trời ơi, bây giờ nó chạy như pháp luôn. Bây giờ là chỉ việc ngồi farm phó bản thôi là ra kim nguyên bảo nha. Full kim nguyên bảo luôn chứ nói gì. Ok, nâng niết thì không biết nữa. Đây, Heo sẽ đánh full cái map 2 cho anh em xem ha. Lâu lâu đổi gió một bữa chắc nhiều anh em lại không thích con này, nhưng mà con Heo thấy thơm đấy. Chịu khó tìm hiểu thì chơi cũng được, ok ha. Còn khoảng 3 map nữa, đẩy luôn chứ. Để làm gì đây cho chặt. Giờ đây mở quá trời luôn nè. Trời ơi, điểm danh nữa nè anh em. Oh man. Rồi ở đây đó, trời ơi quá trời luôn nè. Mấy cái này nó bị lắc méo thấy cái gì trên này hết. Rồi nó bị lắc luôn rồi. Rồi. À, đó, nhiều cái rương nè. Cái này mở đây, bây giờ mở ra nè. À, cái này online, quà online chúng ta sẽ được nhận. À, được. Trời, ba cái đồ quỷ này, vậy là thơm rồi. Đó, A-Safe đồ nữa nè anh em. Oh man. Càng lên level cao chúng ta càng mở ra nhiều thứ thơm ha. Rồi nè, đâu rồi cái túi nhỏ đâu. Đây. Đó, mở nè, 2.5, 2.6, 2.7. Ok, 2.8, 2.9 chưa có mở. Nè, cắn một phát nè. Đó, được thêm một mớ kim nguyên bảo nữa. Đó. Này gì đây, cắn được không ta? À, level 25 mới cho cắn hả? Mới có level 20 à. Rồi ok, anh em nào có chơi thì tải về trải nghiệm thêm ha. Link thì Heo sẽ để dưới phần mô tả nha anh em. Ok, thì cái này chúng ta có thể chen ra kim nguyên bảo cũng như là thành tụ thì ra vé tệ ha. Nè, ra nữa nè. Đó. Rồi anh em nào có chơi thì tìm hiểu thêm ha. Link Heo sẽ để dưới phần mô tả. Ok,
Bye bye, chào tạm biệt các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo. Nhớ like, share và đừng quên đăng ký kênh nha anh em. Ok, bye bye, chào tạm biệt các bạn.